Thì có cái trứng này đóng vào thành khay không? Là một khay là bao nhiêu quả chị? Có cái khay 10-12 quả không? Chú sợ là vỡ kiểu kiểu là cho vào cái hộp cái bóng đựng đựng ấy. Bao tiền một quả là gì? Không đóng được vào cái hộp mà kiểu dạng như này ấy. Đấy, ra như quả có nhiều quả một thì thoải mái hơn. Rồi, cho em rồi là cho 100 quả đi. Ừ. Để cho nó đỡ vỡ. Em mua em đi phát từ tiệm là khay xong là phát hết em giả chị. Vâng. Em ở bên chị nhà thuốc 165 Ngoại Cửa. Anh nhặt quả tránh quả hỏng ra nhá. Vâng. Em mua 100 quả có rẻ hơn không? Không em đi em phát quà mà lấy đi quà chốt đi mỗi một khay là bao nhiêu quả? Ba khay à? Mình mỗi hôm mình đi mấy hộ cho nó tươi. Chứ mua một đấy là đi nó ôi đồ ăn. Vâng. Với cả là nó còn tùy quy mô của từng chỗ chị ạ. Thế em ấy xong em giả chị khay nhá. Rồi lấy làm gì, cái này em dùng làm gì đâu. Không có ai làm thế. Vâng. Không ai làm thế cả. Một cái em lên mua ít bí không anh quay lại nhá. Trên kia mua rẻ hơn. Chờ em tí nhá. Thank you.
Cái bí xanh thì bao tiền một cân chị? 25 à? Mướp, mướp thì bao nhiêu? Mướp bảo 13. Anh muốn thuê mà hay là được gì đấy? Cái bầu thì bao nhiêu? 17. Bảo Long mình mua một bầu đấy nhỉ? À. Ngon lắm đấy anh. Mua chỗ này 15 nghìn nhé, em mua hết. Em đi làm từ thiện. À thế à? Ừ. Thế rồi, mai em mua tiếp cho nó tươi. Bao này để được lâu đúng không? 3 ngày vẫn được đúng không? Bao để thoải mái này. Bỏ từ bóng ra nhé. Ok. Đừng buộc từ bóng. Ok. Đây là anh cái ban đầu thì mình đựng nước, nước để nó héo nó không ngon, và bí thì hơi giá hơi cao, nó bầu cho nhanh, bầu thì nó ít chua, bí nó hơi chua, bầu ruột ăn ngọt hơn bí mọi người, canh ăn nó sượng, nó trở nên chua hơn, bầu thì nó ngọt hơn. Rồi ra cái trứng nữa là sao? Ôi trời. Anh bầu rồi. Em xin nhá. Sách này có được không? Ra xe máy ạ? À? Vâng, xe máy ạ. Có đứt không? Chắc không? Thank you.
Thế à, mình ở số nhà 28 à? Em ở dưới nhà đấy. Đây, gửi chị đấy đi ạ. Đấy, ít trứng chị nhá. Rồi, chúc chị vượt qua đại dịch nhá. Rồi em đi đây. Rồi, ok.